Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hello, xin chào các bạn đã tới với channel của mình. Bây giờ là trưa rồi, mình đi mua gì ăn thôi. Mình xem coi Út này mới đâm 5 đô la ăn được cái gì nha. 5 đô la là khoảng 80 ngàn Việt Nam mấy bạn. Hôm qua mình không có nấu cơm nên không có mang cơm đi làm anh. Bây giờ phải đi mua đồ ăn thôi. Khổ mà. Sao Út khổ lắm bạn ơi. Ây. Trước mặt các bạn là ga xe lửa nha mấy bạn. Đây là ga xe lửa Regent Park. Regent Park. Đó, đây có chỗ bán đồ ăn nè. Tại chỗ mình làm là khu công nghiệp á, thì nó ở gần thôi, nó không bán đồ ăn nữa. Nó chạy đi ra những chỗ khu shop rồi thì bán đồ ăn được. Trời thì đang mưa lâm râm. Thấy không anh? Đó, này khu shop của Úc nữa mấy bạn. Đây, tiệm bán trái cây Liban. Mình đi kiếm. Đây, có một tiệm bánh mì Việt Nam. Cái đầu xe ở đây, mua bánh mì nha. Hay quá, ở đây có một chỗ đậu xe nè, cái đậu xe nè các bạn. Đó, lúc mà đi ăn có chỗ đậu xe nữa. Đi kiếm chỗ đậu xe có mất mệt nữa. Đó, ở đây free car bạn. Đây, mình sẽ qua đây. Đó, những chỗ này đậu xe, như bạn chỉ được đậu xe nửa tiếng thôi. Đấy, cái bảng này không? Thì bạn phải đậu xong cái cột này. Như là đậu từ 8 rưỡi đến 6 giờ tối và từ 8 rưỡi sáng đến 12 giờ thứ 7. Đó, phải đậu xong. Xe xong, cái chỗ đó mới được đậu. Mày đã đậu lại rồi mình không vừa. Phải đi, ok, đi mua rồi anh. Hai cái là barbecue pork luôn. Mua xong rồi bạn ơi. Cô là người Việt, cần nói tiếng Việt với tôi không hiểu sao đó. Cô nói tiếng Anh. Hơi buồn cười một tí. Ôi, đi bao dịch này, đi bao dịch tiền cho các bạn coi. Đi bỏ tiền rồi bỏ tính tiền đó, đi bỏ tiền vào ngân hàng ở đây nè, đơn giản mấy bạn, bỏ vô thôi. Rồi bấm account của mình là saving, rồi mình có 300 ha, thì bỏ 300 cho mấy điểm nha. 1, 2, 3 rồi bỏ vô, rồi bấm tiếp tục. Rồi
rồi bấm continue, rồi bấm print receipt để gì mình nó không có điểm này nó để 300 đồng nữa, thấy không? Rồi thế là mình bỏ tiền cho ngân hàng xong rồi đó, quá là đơn giản luôn. Rồi rồi nó đây mà chạy thẻ cho mình in receipt đây, tại nó bỏ vào 300 đồng trong tài khoản. Ok, finish return card. Rồi nó chạy thẻ cho mình đấy, in receipt ra là 300. Ok rồi, giờ mình quay lại xe thôi. Đó là cây bếp, chỉ có bánh mì Việt Nam bên kia đó. Rồi không, bánh mì heo quay nè. Không có, nó chẳng em ăn nếp ra rồi. Bánh mì heo quay nè, chỉ có 5 đồng thôi. He said you're gonna start YouTube channel. 5 oh, đồng thôi mày. Anh chỉ cho. Tết nó bỏ mì, nó đi ăn cánh gà, này bỏ cái bột, cái dạ người á. Mai gà, mai gà ông hơ, mai gà hút. Đúng rồi, ta ba chục đồng con á. Ta mình mới tiếp dùng cho nó chứ. Chứ còn gà thì gà cũng buộc, 6 đồng cái, ôi trời ơi. 3 đồng tí. Nói về gà, bánh mì Úc không bao giờ ngon bằng bánh mì Việt Nam. Chính xác. Bánh mì Việt Nam là lúc nào mình cũng bỏ trên lò than. Mì Úc gấp đôi mì Việt Nam chứ. Bự à? Bự. Chứ mới qua ngày rồi mà còn thấy nó đường ai heo mình nói là cái gì. Cánh gà mới bỏ trong kìa. Em còn đỡ cho anh Sơn, anh thấy anh Sơn ăn chưa? À, xong cái anh ra bà hỏi anh biết nói tiếng Việt không, cái anh nói biết, cái xong mà nói gì xong nói tiếng Việt, cái anh nói biết là tự nhiên hỏi nói tiếng Trung Quốc thì trả lời tiếng Anh gì sao. Mà những bạn ít người Việt nên thấy bạn Tây anh mới hiểu anh mà. Mấy khu này ở Trung Quốc nhiều lắm. Ừ, mấy Việt Nam. Mấy khu mà bên đường bên đây nè. Ừ. Đó mà con bồ cũ của anh á làm cho cái hãng Trung Quốc á chuyên mua bán mật in. Mà nó kể tiểu sử mà chủ bán mật in á. Ồ, xưa nghe tội lắm. Mấy này là chỉ là đi bơm mực cho người ta mình. Xong sau này mở cái hãng luôn. Đi bơm mực cho mấy cái trường học này nọ đó. Xong rồi bơm cái từ từ nó lập lên cái công ty. Bây giờ mấy này là ngồi rung đùi đi kiếm nhạo. Bởi vì qua trước mà nó như có cái idea gì chút á kiếm được tiền nhiều. Tại công ty đó như ba thằng Trung Quốc thành lập cái gì đó.